Kính thưa quý khán thính giả, cựu quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk đã qua đời vào ngày 15 tháng 10 năm 2012 ở Bắc Kinh. Ngày 17 tháng 10, thi thể của ông đã được đưa về Campuchia để an táng theo phong tục truyền thống. Quốc Việt từ Campuchia tường trình trực tiếp sự kiện này. Mời quý vị cùng theo dõi. Quốc Việt xin chào chị Diễm Thi và kính chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Tại Campuchia, khắp đường phố đã treo cờ rủ kể từ ngày chính phủ cho biết cựu quốc vương Norodom Sihanouk băng hà. Thi thể của ông được chính phủ đưa đến sân bay quốc tế Phnom Penh vào lúc 3 giờ chiều ngày 17 tháng 10. Đã có khoảng 100.000 người, trong đó có học sinh, sinh viên, có quan chức nhà nước, ni cô, linh mục và sư sãi xếp hàng trên các đường phố từ sân bay đến cung vòng để đón linh cữu. Sau khi thi thể đáp xuống sân bay, đã có 90 vị sư đại diện cho hưởng thọ 90 tuổi tụng kinh cầu nguyện tại sân bay. Sau đó chính phủ dâng thi hài đến tượng đài Độc Lập để cầu nguyện lần hai, rồi cuối cùng đưa thi hài đến cung điện Hoàng gia để cử hành tang lễ theo truyền thống trong thời gian 7 ngày, tức là từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 10. Chính phủ Campuchia sẽ hoàn thi hài của ông Sihanouk tại vòng cung trong thời gian 3 tháng để công chúng có thể viếng thăm trước khi tang lễ cấp nhà nước được cử hành. Sau đó sẽ được bỏ thiêu hay tiếp tục hoàn thêm. Tuy nhiên, trong khi đó, người dân Campuchia cũng có nguyện vọng chính phủ hoàn thi hài của ông Sihanouk thêm vài chục năm, khi thi thể của ông Hồ Chí Minh đã được để lại tới bây giờ. Đã được biết, cựu quốc vương Norodom Sihanouk sinh ngày 31 tháng 10 năm 1922. Năm 1944, khi 18 tuổi, ông được thực dân Pháp đưa lên ngôi tại Campuchia. Sự nghiệp chính trị 70 năm của ông trải qua nhiều sóng gió. Ông nổi trội trong tiến trình đưa Campuchia thoát khỏi chế độ thực dân Pháp năm 1953. Ông được người dân xem là cội nguồn của đoàn kết dân tộc. Chỉ vài tiếng sau đó, các nước như Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Tổng thư ký Ban Ki-moon, Việt Nam và nhiều nước khác gửi điện chia buồn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói rằng, ông thừa nhận sự lãnh đạo sáng suốt, sự hy sinh vì đất đai và thống nhất đất nước mà người dân và quốc tế đáng yêu quý và tôn trọng. Nhiều lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, kể cả Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, đã ngỏ lời chia buồn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi ông Sihanouk là một người bạn vĩ đại của nhân dân và lãnh đạo Trung Quốc. Còn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi điện chia buồn và gọi đó là sự tổn thất vô cùng to lớn đối với hoàng tộc, thượng viện, quốc hội, chính phủ và nhân dân Campuchia. Điện chia buồn nói rằng Việt Nam đã mất đi một người bạn lớn, đã từng gắn bó và dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, những tình cảm hữu nghị thân thiết trong sự nghiệp đấu tranh gian khổ giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển ngày nay của mọi nước. Kính thưa quý khán thính giả của Đài Châu Tự Do, theo cố vấn văn phòng của quốc vương là hoàng tử Sisowat Thomikao, trước khi băng hà, ông Sihanouk khuyên hoàng tộc làm người tốt, việc tốt đem lại công lý cho dân. Nguyện vọng của ông là mang lại hòa bình, tự do, hạnh phúc cho dân. Cựu quốc vương cũng bày tỏ sự lo lắng Campuchia phải chia rẽ, thiếu sự thống nhất đất nước. Ông nói một nhà nước phát triển khi nào hệ thống tư pháp và kinh tế có công lý và minh bạch. Ngoài ra, cựu quốc vương còn thể hiện nguyện vọng muốn được thỏa táng theo truyền thống sau khi ông băng hà. Ông muốn được giữ cho trong bình đựng di cốt bình thường giữ ở bên trong cung điện hoàng gia. Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa quyết định vào tối ngày 16 tháng 10 rằng Campuchia sẽ hủy bỏ lễ hội đua thuyền truyền thống thường được tổ chức tại Campuchia trước cung điện hoàng gia Campuchia. Tuy nhiên, lễ hội này đã được phép tổ chức tại một số tỉnh. Chính phủ Campuchia cũng chính thức yêu cầu các kênh truyền hình, đài phát thanh không được phát chương trình vui vẻ, giải trí trong suốt thời gian tang lễ đang được cử hành. Cũng xin được nhắc lại, cựu quốc vương Norodom Sihanouk băng hà ở một bệnh viện ở Bắc Kinh của Trung Quốc do bệnh tim. Vâng, xin được cảm ơn chị Diễm Thi và cảm ơn quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Quốc Việt, phóng viên của Đài Á Châu Tự Do, tường trình từ Campuchia.